Vâng, xin chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản ạ. Bên em chuyên nhà đất khu vực thành phố Di An, Thuận An và Thủ Đức. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu tới toàn thể quý anh chị mình một lô đất, nhưng mà hiện tại bây giờ ở trên lô đất là đang có một cái kho nha quý anh chị nha. Rất là đẹp ha, rất là phù hợp để cho mình có thể làm kho hoặc có thể là làm xưởng nha quý anh chị nha. Vị trí của cái lô đất mà ngày hôm nay em sẽ gửi tới toàn thể quý anh chị và các bạn mình có vị trí tại phường Đông Hòa nha quý anh chị nha. Phường Đông Hòa, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Hiện tại ở trên đất là đang có một cái kho này quý anh chị. Mình có thể tận dụng để mình làm kho xưởng được nha quý anh chị nha. Vị trí của cái lô đất mình nè quý anh chị. Nó nằm ở phía sau chợ Đông Hòa nha quý anh chị nha. Cách chợ Đông Hòa khoảng tầm 300m thôi. Đây, mình theo hướng này nè quý anh chị. Hướng này mình ra đường Tô Vĩnh Diện và ra chợ Đông Hòa nha quý anh chị nha. Chỉ cách chợ Đông Hòa đâu đó khoảng 300m thôi ha. Đường trước nhà của mình thì nó có lộ giới khoảng 5m nha quý anh chị nha. Đường này có lộ giới 5m, cũng tương đối nha quý anh chị. Nhà lô đất của mình thì có bề ngang. Lô đất của mình có bề ngang rất là đẹp nha quý anh chị nha. Ngang là 8,5m và chiều dài là 24m nha quý anh chị nha. Ngang 8,5m là tính từ đây này quý anh chị, tính từ vị trí này ha mà qua tới vị trí cái cổng đen đen đó quý anh chị thấy không ạ? Là ngang 8,5m nha quý anh chị nha. Ngang 8,5m và chiều dài là 24m. Tổng diện tích của lô đất này, lô đất mà đang có cái xưởng này là 204m² nha quý anh chị nha. Thổ cư 150m. Một bề ngang rất hiện tại thì chỗ này mình có thể tận dụng để làm kho rất là hợp lý nè quý anh chị. Tận dụng để làm kho xưởng ha, hoặc chỗ này mình có thể xây dựng biệt thự mini. Xây dựng biệt thự mini cũng rất là thuận tiện nè quý anh chị. Rất là đẹp ha. Một bề ngang lên tới 8,5m và chiều sâu lên tới 24m. Ở đây thì hiện tại lúc trước là cho thuê để người ta làm kho trữ hàng nha quý anh chị nhá. Nhưng mà bây giờ thì hiện tại đang để trống để bán nha quý anh chị nhá. Hiện tại bây giờ đang để trống để bán. Ở trên đây thì có một cái gác lửng. Trên đây là quý anh chị, trên đây là có một cái gác lửng ha. Chỗ này mình có thể làm kho. Chỗ này mình có thể làm kho và mình có thể ở lại đây được quý anh chị nhá. Có nhà vệ sinh, có nhà ăn và có khu vực phòng ngủ đầy đủ nha quý anh chị nhá. Cũng rất là ok đấy, rất là tiện. Đây em quay phía trong ra cho quý anh chị mình xem này. Nói chung chỗ này làm kho đang còn rất là đẹp đấy quý anh chị. Cái xưởng này hiện tại bây giờ cũng đang rất là mới nè quý anh chị. Quý anh chị nhìn tôn là biết ha, rất là ok nha. Cái này thì bán đất đó quý anh chị, bán đất ha. Nhưng mà hiện tại là đang có một cái khu vực để mình có thể tận dụng và làm kho được. Phía sau này quý anh chị, phía sau này là khu vực có một khu vực nhà ăn với nhà vệ sinh và phòng ngủ luôn đấy quý anh chị. Em ra phía sau này em quay cho quý anh chị mình xem. Đây, khu vực nhà ăn này. Khu vực nhà bếp cho quý chị ha. Trong đây là nhà vệ sinh, còn đây là khu vực phòng ngủ này. Cái này thì nếu mà mình ở về mình còn phải cải tạo lại một xíu nữa quý chị ơi, còn không thì mình chỉ làm kho thôi. Làm kho để trữ hàng là quá hợp lý luôn. Rồi chiều dài ra tới cuối cùng là đây này quý chị ha, ra tới sau này này. Nhà của mình lô đất này ngang 8,5m và dài 24m nha quý chị nha. Tổng là 204m². 204m², thổ cư 150m. Và hiện tại đang chào bán mức giá cũng rất là hợp lý quý anh chị ơi. Giá bán là chỉ tính đất thôi. Giá bán của cái xưởng, của cái lô đất mà có cái xưởng này là chỉ có 25,5 triệu trên 1m² nha quý anh chị nha. Tính ra tổng tiền là 5,2 tỷ. Còn thương lượng chính chủ hỗ trợ ngân hàng thoải mái luôn. Sổ sách là có sẵn, mua bán công chứng chuyển nhượng sang tên ngay đều được. Vị trí chính xác em xin báo lại, thuộc phường Đông Hòa, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Nó nằm phía sau chợ Đông Hòa quý anh chị nha. Cách chợ Đông Hòa khoảng 300m thôi. Cách chợ Đông Hòa và đường quốc lộ 1K 300m. Di chuyển về khu vực Big C là 2km. Chưa tới 2km đâu quý anh chị, tầm cây rưỡi thôi. Còn nó cũng rất là gần với làng Đại học Quốc gia nha quý anh chị nha. Rồi, cái vị trí lô đất này thì mình làm kho xưởng hoặc là mình xây biệt thự mini rất là ok nha quý anh chị nha. Nếu anh chị mình yêu thích cái xưởng này, ở cái lô đất mà có cái xưởng này thì hãy liên hệ trực tiếp cho bên em. Bên em sẽ hỗ trợ quý anh chị mình xem xưởng và xem giấy tờ sổ sách ha. Và bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý anh chị mình trong những video tiếp theo của bên em.